Đây là 30 tỷ. Nhiều thế. Bà ấy chỉ là cái loại công việc nghèo hèn thôi. Mãi mãi mà không bao giờ ngóc đầu lên được đâu nhá. Bà định như thế nào hả? Làm sao? Như thế nào? Anh ơi. Em đọc xong đi. Anh ơi, bà ấy định lấy trộm tiền của anh. Sợ em phát hiện ra, bà ấy không biết làm gì nữa, thế nên bà đá vào bụng em anh ạ. Cô thôi đi. Cô sống với mẹ thôi, cô cảm thấy thiệt thòi và khổ sở lắm à? Mẹ anh á? Không ngờ đấy. Tôi có thể chấp nhận một cô con dâu nghèo về tiền bạc, nhưng nghèo về nhân cách như cô, có cắt cả một tấn vàng tôi cũng không dám. Vợ yêu của anh đã tìm được món đồ nào ưng ý chưa? Chả thấy cái gì ưng ý cả. Có mỗi cái túi Hermès Birkin ý mà em thích hôm trước ý, thì lại có người lấy mất rồi. Mà hôm trước em bảo anh là đi cùng em thì anh không đi, anh cứ cất lên cất xuống ấy, cùng với cả mình. Thôi anh xin lỗi, nhưng mà từ hôm trước đến hôm nay anh bận thật. Em cũng biết đấy, công ty anh bây giờ đang có dự án mới, nên là anh làm gì có thời gian rảnh rơi mà đi chơi với em được. Hôm nào anh chả kêu anh bận. Mà anh có biết ý, là hôm nay em khoe là em sẽ đưa cái túi cho con Linh nó xem rồi. Bây giờ không thấy túi đâu thì em mới nhìn mặt nó như thế nào. Thôi, thì để hôm khác anh đền bù cho nhá. Thôi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ anh có hai việc quan trọng muốn nói với em đây. Thứ nhất, đây là 30 tỷ. 30 tỷ hả? Ừ. Ôi. Sắp tới, công ty anh cần dự án nên là cần rất nhiều tiền. Em cất giữ giúp anh nhá. Em biết rồi, anh không tin tưởng em hay sao mà phải dặn kỹ thế? Tất nhiên anh phải tin tưởng bà xã tương lai của anh rồi. Nhưng mà nó quan trọng với anh lắm. Giữ gìn cẩn thận giúp anh nhá. Rồi, em biết rồi. Thứ hai là anh chuẩn bị đi công tác một tuần, nên anh đã thuê giúp việc rồi. Sao lại phải thuê giúp việc? Bình thường anh đi công tác em vẫn ở nhà một mình em lo được ấy thôi. Trước khác giờ khác, sắp tới em là vợ tương lai của anh rồi, nên là anh không thể để em ở nhà một mình rồi chăm sóc một mình như thế được. Tốt nhất là thuê giúp việc nhá. Nhưng mà đánh ra mở cửa cho. Nhiều thế. Cho mấy cô ngồi. Chào cô. Đây là cô Thủy, giúp việc mới đấy. Anh, em nghĩ là không cần phải thuê giúp việc đâu. Mà anh đi cũng có lâu đâu, em ở nhà em tự lo được mà. Thuê làm gì tốn tiền à. Mọi việc trong nhà, cháu đã nói qua với cô rồi. Cô nắm rõ mọi chuyện rồi chứ ạ. Còn đây là 30 tỷ. Số tiền mà cháu muốn cô cất giữ giúp cháu. Anh không tin tưởng em à, mà anh phải có nói như người ngoài nghe nữa. Tất nhiên em phải tin tưởng em rồi. Nhưng mà nói thêm về cô để cô giúp đỡ em có phải tốt hơn không? Với cả cô thì cũng rất là đáng tin, nên em không cần phải lo đâu. Mà thôi, bây giờ anh cuộc hẹn, anh phải đi. Gì thì cũng phải biết điểm dừng chứ. Bỏ ra. Dù sao mình cũng là con gái mà. Này, tôi cho bà nói đấy à? Hả? Thì tôi cũng chỉ góp ý thôi mà. Bà im mồm đi. Để tôi nói cho bà biết nhá. Bà ấy chỉ là cái loại giúp việc nghèo hèn thôi. Mãi mãi mà không bao giờ ngóc đầu lên được đâu nhá. Bị ăn gì ấy? Hả? Cái việc của bà ấy là bà phải nghe theo lời tôi. Bà ấy bớt bớt cái mồm đi, nói ít thôi. Giả rồi mà nói lắm đấy. Còn nếu không muốn nghe thì cút ra khỏi đây nhá. Thì vâng, con vẫn khỏe mà mẹ. Vâng, thế thôi mẹ nhá. Vâng, con gọi điện lại cho mẹ sau ạ.
Mày đến lâu thế, gọi bao nhiêu cuộc? Tắc đường quá. Tao đang bực hết cả mình ấy này. Sao? Tất cả tại ông Kiên ấy. Hôm trước ông ấy mà đi mua về tao thì có phải là bây giờ cái túi Hermès Birkin nó ở đây rồi không? Tự nhiên bây giờ chẳng thấy cái gì cả, bực hết cả mình ấy. Đã thế là còn bị cái mấy cái đứa kia nó mua mất nữa chứ. Sao mày khẳng định ông ấy yêu mày lắm mà? Hóa ra mày cũng chỉ đặt sau công việc thôi. Bây giờ thì mày trắng mắt ra chưa? Hả? Bực hết cả mình. À mà này, ừ? Nhà mày mới thuê giúp việc đấy à? Sao tưởng mày ghét mấy cái kiểu bà thím này lắm à? Tao thuê đâu, ông Kiên thuê ấy chứ. Nhìn thì ghét rồi. Bà này, bà đi vào trong đi, bà đứng đấy làm cái gì? Đứng đấy ai ngắm bà? Mà tao không hiểu sao nhá. Dạo này ông Kiên ông lại đi thuê mấy cái mụ già giúp việc cũng rẻ rách như thế kia ấy. Nhìn đã khó ưa rồi. Xong đã thấy tao phải thở chung một bầu không khí với bà ấy nữa. Người buồn nôn ý. Thôi, ai ông nữa ông về mày lại được đi du lịch châu Âu mà. Lúc đấy thì bảo ông ấy đuổi đi đã muộn đâu. Chưa chắc ông ấy đã đuổi đi đâu. Mà kể cả có đuổi đi thì tao cũng phải chịu đựng cái mụ già đấy 5 ngày rồi. Tao cảm thấy sống chung với mụ già ấy cũng cảm thấy cái nhân cách của tao ấy nó tầm thường hẳn đi ý. Xấu tính quá đấy bạn Hiền ạ. À. Ôi, sau rồi ông ấy về thì đi du lịch châu Âu. Này, tao bảo, cái bên hơi mệt đi, nó mới ra mấy cái túi mới. Lúc ý đi mua thì thải lại cho tao mấy cái túi cũ nha. Được rồi, yên tâm. Chỉ cần mụ già kia biến đi cho khuất mắt tao, thì tao sẽ thanh lý hết tất cả số túi của tao cho mày. Coi như là tao tẩy chân. Trời ơi. À mà này, tao bảo, lần này tao mới ôm cái lô cổ phiếu ấy. Nhưng mà nó làm sao? Tao cần tiền quá. Là mà bán đi thì tao lại tiếc. Hay mày lấy cho tao đi. Bao nhiêu? 30 tỷ thôi. 30 tỷ á? Ừ. 30 tỷ mà mày bảo thế thôi á? Nhiều như thế ai mà ôm cho nổi. Nhiều nhận cái gì? Mày có biết là cái giá cổ phiếu nó đang lên không? Mà cái giá niêm yết của nó ấy đang tăng dần, mày hiểu không? Chỉ sau một tháng nữa thôi nó lên 50 tỷ ấy. Thôi lấy cho tao đi, tao tiếc lắm ý. Mà tao đang cần tiền thật. Nhưng mà nhiều tiền như thế thì tao đào đâu ra? Mày cũng biết là ông Kiên ông ấy đi công tác chứ ông ấy có để tiền lại đâu. Cái gì? Còn không để lại cho mày tiền á? Ôi trời ơi, từ khi nào giá trị của mày xuống thấp thế hả mi? Đã xếp sau công việc rồi, bây giờ còn không để cho giữ tiền nữa. Chán bạn quá. Mà này, khéo vị trí của bạn còn chẳng bằng bà già kia đâu. Mà thôi, ta đi về đây. Suy nghĩ đi nhá, mai bảo tao. Mà tao không đợi được mày đâu đấy, thật sự luôn. Cái này nhiều người hỏi mua lắm. Lâu là tao bán đấy nhá, lấy được một tiếp. Ok nhá. Nếu bây giờ mà đầu tư ngay thì tháng sau sẽ có 50 tỷ. Trả anh Kiên 30 tỷ thì mình vẫn còn 20 tỷ để xài. Mà với số tiền lớn như thế này thì chắc anh cũng chưa dùng đến đâu. Thế nên là mình mượn để mình dùng trước cũng được. Cô định mang tiền đi đâu đấy? Thì tôi... Việc của bà, bà Trang hả tôi? Trước khi đi công tác, cậu Kiên có dặn tôi có trách nhiệm ở nhà quản lý giúp cậu với số tiền này. Nên tôi nghĩ tôi có quyền được hỏi. Này, bà đừng có nghĩ là bà được anh Kiên dặn dò như thế thì nên bà dám lên mặt với tôi nhá. Cái loại như bà ấy không xứng để lên mặt dạy đời tôi đâu. Không ai cho bà có quyền này đâu. Cô nói xúc phạm tôi bao nhiêu lần rồi? Cô nghĩ cô đủ cao quý để mà nói những lời nhục mạ người khác như thế à? À, cái mụ già này hôm nay còn dám bật mình cơ đấy. Được rồi, để tôi xử lý bà xong thì tôi ôm tiền cũng chưa muộn. Bà định như thế nào hả? Làm sao? Như thế nào? Anh về rồi. Chào cô. Cậu về đúng lúc lắm. Ôi, ôi đau bụng quá.
Em làm sao thế? Anh ơi, bà ấy định lấy trộm tiền của anh. Sợ em phát hiện ra, bà ấy không biết làm gì nữa, thế nên bà đá vào bụng em anh ạ. À. Anh đuổi bà ta đi. Ôi, đau bụng quá. Để anh đưa em đi bệnh viện nhá. Thôi, em không cần đi bệnh viện đâu, em chịu được anh ạ. À. Nhưng mà anh đuổi bà ấy đi, em không sống được với người như thế đâu. Cái loại nham hiểm như bà ta ấy, có vẻ bà ấy giết chết em đấy anh ạ. À. Cô thôi đi. Cô sống với mẹ tôi, cô cảm thấy thiệt thòi và khổ sở lắm à? Mẹ anh á? Không ngờ đấy. Em. Cảm ơn mẹ. Sao mẹ về lúc nào không thông báo cho con để con ra đón? Thôi, con bao nhiêu việc như thế, cứ gì mỗi lần mẹ về lại phải làm phiền đến con. Mà mẹ có phải là bà lão yếu đuối đâu. Mẹ nghe nói con sống cùng một cô gái à? Vâng, nhưng mà My đi vắng rồi mẹ ạ. Biết tin mẹ về nước thế này chắc cô ấy phải vui mừng lắm. Để con gọi trực điện cho cô ấy nhá. Thôi. Thế con đã tìm hiểu về gia đình nhà con bé chưa? Con tìm hiểu rồi. My là gia đình gia giáo. Ngày xưa bố mẹ là công chức nhà nước. Nhưng bây giờ nghỉ hưu rồi nên là ra chợ buôn bán linh tinh thôi mẹ ạ. Với cả bản chất của My không phải là người xấu. Thôi thế cũng được. Lần này bọn con cũng không cần phải sang bên kia đâu. Mẹ về nước thì mẹ sẽ xem mặt con dâu tương lai ở đây là được rồi. Vâng. Con sắp đi công tác à? Dạ vâng đúng rồi ạ, tuần sau con đi. Thế thì như thế này nhá, để con bé ở nhà với mẹ. Mẹ sẽ chăm sóc nó trong lúc con đi vắng. Sao lại thế được? Phải là con dâu chăm sóc mẹ chồng chứ ạ. Để con gọi cô ấy về ngay nhá. Thôi con lúc nào cũng gọi điện cho nó về. Mẹ bảo này. Dạ. Cái việc con yêu ai ấy thì mẹ không ngăn cấm làm gì. Nhưng mà cái người phụ nữ mà con định chọn làm vợ ấy thì mẹ cần phải xem xét một tí. Vì mẹ đã chứng kiến rất là nhiều cái cảnh mà bị phá sản vì một nửa kia của mình. Cho nên là cái việc của con lần này ấy, theo ý mẹ là... Nha. Vâng. Con thoải mái không? Có mẹ ạ. Nhất trí nha. Dạ vâng. Mẹ định sau khi con cưới, mẹ sẽ bàn giao lại chức giám đốc của mẹ cho con. Nhưng tình hình thế này, mẹ thấy không yên tâm tí nào cả. Cái công ty mà bạn cô nói đến là công ty ma, chuyên đi lừa đảo, chẳng lẽ cô không biết à? Cô còn định đem cả một đống tiền cho bọn lừa đảo ấy, đến bao giờ cô mới thu lại được? Mà đã vội tính có 20 tỷ để tiêu xài. Cô không những ngu dốt mà còn xấu tính, coi thường những người nghèo khó, trong khi bản thân mình lại chẳng hơn ai cả. Phu nhân tương lai của chủ tịch tập đoàn á, đẳng cấp khác á, thật là nực cười. Mẹ con. Tôi nói này, tôi có thể chấp nhận một cô con dâu nghèo về tiền bạc, nhưng nghèo về nhân cách như cô, có cắt cả một tấn vàng tôi cũng không dám. Cái câu mẹ cô vừa gọi ấy, cô hãy giữ lấy để gọi người khác, chứ còn nó cao quý quá tôi cũng không nhận được nhá. Anh ơi, em xin lỗi. Em biết lỗi của em rồi. Anh nói với mẹ giúp em đi. Anh biết là em yêu anh thật lòng mà. Em xin anh đấy. Cô bị ảo tưởng à? Tôi nói cho cô biết, tôi đã từng thật lòng yêu cô, nhưng bây giờ thì không. Mời cô vào thu dọn hành lý rồi cút khỏi nhà cô đi. Anh ơi, anh. Em xin anh. Anh đừng có như thế mà. Em xin anh, em biết lỗi của em rồi. Anh. Nếu con làm gì không phải thì mẹ cứ dạy con, chứ mẹ đừng giận như thế, tổn hại đến sức khỏe lắm ạ. Đúng rồi đấy mẹ ạ.
vợ con đã thương yêu mẹ như mẹ đẻ rồi thì con cũng mong mẹ hãy yêu thương cô ấy như là con ruột của mình. Thế cô không đi vào cái cơm nước, còn định ngồi đây cãi nhau tay đôi với bà già này hả? Mẹ già thì mày chết đói ở nhà, cả con trai lẫn con dâu bây giờ này còn chưa về, mình đi đâu không biết nữa. Mẹ, bọn con mới về ạ. Vâng, chào cô. Mẹ của con mới có vấn đề gì mà bực mình thế? Không bực làm sao được. Con thử xem, nhà người ta có con dâu thì cơm lạnh canh ngọt, còn bà già này đi rước con dâu về thì suốt ngày ngồi chờ ngồi đợi. Con thử xem, đến giờ này còn chưa được miếng cơm nào vào mồm. Mẹ, nay công ty con có cuộc họp quan trọng nên là con về muộn. Lần sau con sẽ thu xếp để về sớm hơn ạ. Ai mà chả biết, cô tưởng bà già này ở nhà lạc hậu, không hiểu biết gì, rồi chỉ biết bắt nạt con dâu thôi chắc. Việc kiếm tiền là việc của đàn ông, mình là đàn bà con gái, quanh quẩn bếp núc, lo hầu chồng hầu con, chăm lo cho công việc của nhà chồng chứ. Mẹ của con là mẹ của chủ tịch đấy, sao lại nói thế nhỉ? Thời của bọn con bây giờ không giống như thời bố mẹ ngày xưa đâu. Bây giờ ấy, người phụ nữ hiện đại làm như vợ con đây này, biết cùng con gánh vác trách nhiệm cho công việc, lại vừa hiếu thuận với mẹ. Đấy, cô đã thấy hài lòng chưa? Tôi đã mất bao nhiêu công sức tiền của nuôi con tôi khôn lớn, bây giờ nó làm chủ tịch, nó thành đạt rồi, nó rước cô về, nó chỉ biết bênh cô thôi. Mẹ, anh Kiên không có ý bênh con đâu ạ. Nếu con làm gì không phải thì mẹ cứ dạy con, chứ mẹ đừng giận như thế, tổn hại đến sức khỏe lắm ạ. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Vợ con đã thương yêu mẹ như mẹ đẻ rồi thì con cũng mong mẹ hãy yêu thương cô ấy như là con ruột của mình. Thế cô không đi vào cái cơm nước, còn định ngồi đây cãi nhau tay đôi với bà già này hả? Dạ vâng ạ, con xin phép. Mẹ, con cứ tưởng là mẹ sẽ khác với bà mẹ chồng khác đấy, ai ngờ mẹ cũng là người thích chèn ép con dâu, bắt nạt con dâu. Thôi, anh lại nói với mẹ anh như thế đấy hả? Thế anh xem, nếu như vợ anh ấy nó mà biết cơm nước, biết lo việc gia đình thì mẹ cũng chẳng bao giờ mẹ phải nói như thế nữa. Nhưng mà bây giờ ấy, mẹ mà cứ cư xử như thế này này là sẽ làm ảnh hưởng xấu đến tình cảm mẹ chồng nàng dâu đấy ạ. Rồi tình cảm vợ chồng của con cũng dạn nứt luôn đấy. Thế anh thử xem, ngày xưa tôi lấy bố anh, tôi chỉ biết cắm mặt vào bếp núc, chăm chồng chăm con, nuôi cho anh khôn lớn, bố anh mới yên tâm công tác, mới đi kiếm tiền, lo cho anh ăn học thì anh mới được như bây giờ. Mà tôi với bố anh có bị dạn nứt đâu cơ chứ. Đấy là ngày xưa con còn bé, có hiểu chuyện gì đâu. Nhưng mà con còn nhớ nhá, ngày xưa bố mẹ là suốt ngày cãi nhau gì nữa. Bố thì lúc nào cũng chê mẹ là không biết chi tiêu, còn mẹ thì lúc nào cũng chê bố là vô tâm, không biết lo cái gì cho cuộc sống gia đình cả. Đấy, thì có bao giờ mẹ tự nghĩ rằng là bố mẹ hay cãi nhau với vấn đề gì không? Thôi, anh không cần phải dạy tôi nữa. Đấy, là vì bố mẹ không có tiếng nói chung, mọi mâu thuẫn tình cảm vợ chồng trong gia đình đều là do vấn đề bình đẳng. Tôi biết rồi, anh bênh vợ anh muốn vợ anh đi làm, không muốn vợ anh ở nhà với bà già này, có đúng không? Mẹ lại hiểu sai ý con rồi. Bây giờ mày xem, con và vợ con bây giờ cùng đi làm chung, cùng hiểu cuộc sống của nhau, nên là bọn con có tiếng nói chung, hiểu được sự vất vả, công việc của nhau. Thôi, anh nói nó im ít thôi, tôi già rồi, tôi không ngồi nghe để anh giảng đạo lý nữa đâu. Thế thì việc tình cảm của vợ chồng con ấy, mẹ đừng suy nghĩ nhiều làm gì cả, không lại hại sức khỏe đấy. Vợ ơi, bếp đụng đâu rồi, đến bàn giúp nào. Đấy, cả vợ cả chồng cứ mở mồm ra lại nói mẹ đừng có suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà có đứa nào có chịu nghe bà già này nói cái gì đâu cơ chứ. Mình nghĩ ra cách bắt con dâu về ở nhà với mình rồi.
Ôi, mẹ. Đau lên này. Mẹ đi vào đây ạ. Mẹ đi từ từ thôi. Kìa, mẹ. Mẹ có làm sao không ạ? Hay để con đưa mẹ đi khám nhá. Chứ mẹ như thế này bọn con không yên tâm. Không, không sao đâu con. Người già đau xương đau cốt là chuyện bình thường ấy mà. Thôi mẹ ăn cơm đi ạ. Mẹ xin. Cảm ơn mẹ. Sao tay mẹ run thế ạ? Mẹ bị thế này lâu rồi. Mẹ cũng không biết tại sao nữa. Nhưng mẹ cứ đau buốt đây này. Mẹ thấy hai con đi làm vất vả. Mẹ không nói đấy. Mẹ ơi, dù bọn con có vất vả thế nào ấy thì không để mẹ ốm đau bệnh tật như này được. Thôi mẹ ăn đi, sau con sẽ đưa mẹ đi khám. Thôi, mẹ mệt lắm. Mẹ không muốn đi đâu. Mẹ ơi, mẹ cứ để anh kia đưa mẹ đi khám. Chứ mẹ yếu như thế này, bọn con lo lắng cho mẹ lắm mẹ ạ. Không, bây giờ hai chân mẹ tê lắm. Mẹ đau này, mẹ chỉ muốn ở nhà thôi. Mẹ không muốn đi đâu cả. Kìa mẹ, nhưng bây giờ mẹ đã ốm đau như thế này mà mẹ lại không chịu đi bệnh viện. Bỏ con làm sao ở nhà yên tâm đi làm được. Mẹ mới có phúc, mới có hai đứa con hiếu thảo thế này. Hay là con ở nhà với mẹ nhé. Chứ mẹ ốm đau bệnh tật thế này, mẹ ở nhà một mình, nhỡ ra mẹ có đi theo bố có con thì... Mẹ đừng có nói gở như thế. Thôi, nếu như bây giờ mẹ không muốn đi khám thì để con thuê hộ lý về chăm sóc mẹ nhá. Họ vừa chăm sóc được người bệnh, vừa có kỹ năng điều dưỡng tốt nữa. Chứ vợ con làm gì học ngành y đâu mà biết chăm sóc hả mẹ? Anh có ăn có học mà cứ nói vơ nói vẩn. Bây giờ anh để người ngoài vào trong nhà chăm sóc mẹ, anh có yên tâm không? Thế còn chị nữa, chị nói là chị coi tôi như mẹ đẻ, thì có thật không? Hay là chị chỉ nói thế để lấy lòng con trai tôi? Bây giờ chị nói đi, chị có nghỉ làm ở nhà để chăm sóc tôi được không? Chồng này, em thấy mẹ nói cũng đúng đấy. Chắc là em sẽ tạm thời nghỉ công việc ở công ty để ở nhà chăm sóc mẹ anh ạ. Thôi được rồi, thế cũng được. Thôi mẹ ăn đi ạ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy bà sang đi chơi đấy. Bà này, dạo này tôi thấy bà gầy gầy thế nào nhỉ? Con dâu nhà tôi sống không có bầu. Nhưng mà tôi đâu có phúc được như bà, có con dâu vừa hiền vừa ngoan. Chứ con dâu nhà tôi có bầu, nó trái tính trái nét lắm. Tôi cứ phải chiều nó đấy bà. Có khách đến nhà không mang hoa quả ra mời khách còn đứng ngơ ra đấy để làm cái gì? Dạ con xin lỗi, tại con đang rửa việc. Bác với mẹ đợi con một chút ạ. Con dâu bà khéo léo ngoan thế đấy. Thế mà mấy cái bà hàng xóm ấy bảo là nó bận công bận việc lắm, bận này bận nọ. Là các bà chỉ biết nói điêu thôi nhỉ. Con mời mẹ, con mời bác ạ. Thế bà Sơn đi bà. Dạ vâng ạ. Thế chị đã hầm cho tôi nồi cháo gà chưa đấy? Dạ con hầm rồi ạ. Thế thì tốt. Thế chị đi chợ luôn đi. Hôm nay tôi lại thích ăn tôm rồi đấy. Chị nhớ chọn cho tôi những con tôm vừa to vừa tươi. Nhớ chọn kỹ từng con đấy nhá. Dạ vâng ạ, con xin phép. Dạ cháu xin phép cháu đi chợ ạ. Con dâu bà đúng là hiền ngoan thật đấy. Chứ con nhà tôi mà như thế thì có mà nó cãi tung trời lên rồi. Chứ lấy đâu ra mà nghe lời như thế. Thế bà tưởng nó ngoan thật á? Ừ. Đàn bà con gái gì á mà đi làm tối ngày ấy, chờ được bữa cơm của nó, tôi đói meo bụng ra đây này. Mà con trai nhà tôi nó cứ bênh nó chầm chặt ra đấy bà. Mà bà có biết hôm nay làm sao mà nó lại ở nhà nó hầu tôi không? Bà làm thế nào mà hay thế? Bảo tôi với. Tôi giả vờ ốm. Ốm mà cũng giả vờ được á? Thôi. Này, tuổi tôi với tuổi bà ốm là chuyện bình thường. Tôi mỗi khi tôi giả vờ ốm á, tôi kêu đau đầu này, tay tôi run, tôi không cầm được cái gì này. Bây giờ đầu gối tôi đau này.
hai vợ chồng nhà nó sợ xoắn đất mà lên ấy. Nhất là con dâu nhà tôi á, thấy thế là xin nghỉ việc ở nhà hầu tôi luôn. Ôi, chuyện như thế mà bạn làm được? Sao làm được? Mẹ! Mẹ làm như thế mà mẹ cảm thấy vui lắm à? Mà bây giờ mẹ còn khoe ra nữa. Thôi, hai mẹ con nói chuyện nhà nhá. Tôi xin phép tôi về đây. Cũng đến giờ nấu cơm cho con dâu rồi. Rồi, bà thông cảm. Con dâu của tôi, cháu nó đang có bầu. Còn cháu mình cả bạn, không lo thì cũng không được. Thôi, tôi xin phép bà nhá. Bà về nhá. Chào cháu. Chào con. Sao hôm nay con về sớm nhỉ? Sau khi mẹ giả vờ ốm để bắt vợ con nhỉ? Tại sao mẹ có thể thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra như thế được ạ? Chỉ khổ cho vợ con thức khuya dậy sớm, nào là massage cho mẹ, đấm lưng cho mẹ, cơm thì ăn 3 bữa, món nào đầy đủ dinh dưỡng cho mẹ. Mẹ biết rồi, bây giờ con chỉ sót mình vợ con thôi. Còn mẹ ốm mẹ đau, mẹ chết lúc nào con cũng chả cần phải quan tâm nữa. Nhà mình có chuyện gì mà to tiếng thế ạ? Phải thay mặt mẹ xin lỗi em nhé. Mẹ không ốm đau gì đâu, mẹ chỉ giả vờ để ép em ở nhà để chăm sóc mẹ thôi. Mẹ, chuyện sức khỏe không phải là chuyện đen ra đùa đâu ạ. Mẹ làm như thế bọn con rất lo lắng cho mẹ. Vâng, tôi ngu, tôi dại, còn chị thì khôn rồi. Từ hồi con trai tôi nó rước chị về đây, nó chỉ tin chị thôi, còn tôi sống tôi chết nó cũng mặc kệ tôi. Mẹ, mẹ thôi nghe kiểu ấm ức ấy đi được rồi đấy. Vợ con có làm gì nên tội đâu mà lúc nào cũng bắt bẻ cắt cỏ với cô ấy thế. Thôi anh ạ, mẹ không ốm đau gì là em yên tâm rồi. Mẹ ơi, con vừa đi chợ mua được tôm cho mẹ rồi, bây giờ con vào nấu cho mẹ nhá. Thôi, chị cứ để tôi chết quách đi cho nó xong. Ok, mẹ, ngày mai em đi làm lại cho anh đi, chứ ở trong cái nhà này lúc nào em thật thật giả giả như này anh thấy khổ thân cho em lắm. Đấy, chị đã hài lòng chưa? Mẹ, tài liệu em kiểm tra kỹ rồi anh ạ, anh còn xem lại không? Ừ, cứ để đấy cho anh. Mà này, lát đã đến công ty ý, em nhớ check lại mail rồi gửi lại cho đối tác nhá. Vâng ạ. Đau lưng quá, không biết con làm sao không? Thôi mẹ ơi, xem thế nào, đưa mẹ đi khám ba. Bài này cũ lắm rồi, mẹ đừng dùng nữa, bỏ không tin đâu. Dạo này thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường, mà mẹ cũng có tuổi rồi, hay là để con gọi bác sĩ đến khám bệnh cho mẹ nhá. Thôi, mẹ không có vấn đề gì đâu, em mà cứ như thế, mẹ bắt em ở nhà tiếp đấy. Mẹ ơi, bây giờ công ty đang rất cần vợ con, vợ con là giám đốc đây mẹ ạ. Thôi, mẹ để im cho bọn con chuyên tâm làm việc mẹ nhá. Nhưng mà lần này mẹ nói thật mà. Thôi, muộn rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng mà... Đi 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 đi.
Mẹ tỉnh rồi ạ. Con đi à? À, để con đỡ mẹ dậy ạ. Bác sĩ vừa qua khám cho mẹ, bác ấy bảo là do thời tiết thay đổi, thế nên là mẹ mới đổ bệnh đấy ạ. Đến lúc già yếu, mong được nhờ cậy vào con cái thì nó lại không tin mẹ, lúc nào nó cũng nói là nó bận việc. Không phải anh Kiên anh ấy không thương mẹ đâu ạ. Lúc mẹ gọi điện cho anh ý, con cũng ngồi ở cạnh đấy, nhưng tại công ty có nhiều việc quá, thế nên là anh ấy bảo con về trước với mẹ đấy ạ. Em mà cứ nói như thế, mẹ không sửa sai được đâu. Mẹ này, lúc mẹ gọi điện cho con ý, là con vẫn nghĩ là mẹ đang giả vờ, nên con không thể tin tưởng mẹ được nữa. Nhưng vợ con này là người lúc nào cũng một mực lo lắng, muốn về nhà xem mẹ tình hình thế nào đấy. Con, mẹ đã lừa dối con. Mẹ luôn làm cho con phải chịu thiệt thòi, phải đau khổ. Vậy mà con còn thương mẹ như thế à? Ờ kìa mẹ, con coi mẹ như là mẹ đẻ của con. Bây giờ mẹ đang ốm, đang bệnh, dù có là thật hay giả thì con cũng phải về với mẹ chứ ạ. Bởi vì con biết, nếu chẳng may mẹ bị làm sao thì chắc chắn người hối hận nhất là con với chồng con, chứ không phải là ai khác đâu ạ. Mẹ xin lỗi con. Bây giờ mẹ thấy con dâu của mẹ hiếu thảo chưa? Mẹ thấy rồi. Con, từ mai con cứ yên tâm đi làm nhé. Mẹ sẽ không đay nghiến, sẽ không bắt con chịu khổ nữa đâu. Mẹ biết mẹ sai rồi. Vâng ạ.